Em chào tất cả mọi người. Em chào tất cả anh chị. Hôm nay em có một cái cây đang nở được 5 ngày. Đó chính là cây hồng trời đánh, hồng thiên lôi. Em muốn nói một chút về cái cây này. Khi mọi người đang nhìn thấy em đang quay đây là cái cánh của nó là đang có dấu hiệu hiện tượng. Đó chính là tương đối đuối rồi. Thì thực ra để mà khi mà một cái cây ấy, thường thì người ta sẽ quay vào cái vấn đề đó chính là lúc đẹp nhất nở khoảng vào ngày thứ hai, ngày thứ ba. Nhưng khi mà em quay ấy, thì có một số cái cây ấy, thì em muốn nói để cho mọi người cũng biết ấy, và giới thiệu ấy, là đó không phải là cái lúc đẹp nhất. Bởi sao ạ? Bởi vì mình khi mà mình biết một cái cây mà nó rất là đẹp ấy, mà thực sự là nó có nhiều bông ấy, thì luôn luôn là em sẽ để cho nó đến một cái thời điểm để mọi người có thể là tương đối là hiểu về nó luôn. Đó chính là gì? Độ bền của cây hoa. Liệu là nó được bao nhiêu ngày? Anh chị có thể nhìn thấy đó chính là một cái bông mà khi nó đã nở được tầm 5 đến 6 ngày thì cánh nó sẽ đuối, và bông hoa nó sẽ có khả năng là sẽ bị tương đối là xám cánh. Thì đây là em muốn nói đến cái vấn đề đó chính là một, đó chính là cái vấn đề cái cây nở hoa độ bền được bao lâu. Cái thứ hai đó chính là gì? Đó chính là cái nở vào cái thời tiết nào. Nở vào thời tiết của một cái bông hoa thì mình sẽ đánh giá được, ví dụ khi mà cây nở vào một cái thời tiết đó chính là ổn định, có thể là chỉ tầm từ 20 đến 30 độ C hoặc là từ 25 đến 30 độ C, và một cái cây nó nở vào cái thời gian khoảng nó vào dịp từ 30 đến 35 độ C nó sẽ khác. Có những cây nở vào dịp nắng nóng 40 độ C thì nó sẽ khác. Thì để mọi người cùng nhận biết được rằng là một cái cây khi mà thở nở vào một cái thời điểm ấy 30-40 độ C nó khác hoàn toàn với cái việc là anh chị nở một cái cây vào cái dịp là 30 độ C tương đối đều. Bởi vì khi mà thời tiết nó mát mẻ ấy, thời tiết nó phù hợp với cây hoa lan ấy, thì bản thân cái cây nó nở nó cũng sẽ rất đẹp, cái bông hoa nó nở. Bởi vì mình cứ hiểu nôm na là cái sức khỏe của cái cây ấy, khi cây nó khỏe thì nó sẽ phụ thuộc nở hoa đẹp ấy, phụ thuộc vào thời tiết rất nhiều. Thời tiết mà tốt ấy, thì cây nó sẽ khỏe và ổn định thì nó sẽ nở được những cái bông hoa rất là đẹp. Còn khi mà thời tiết nó quá khắc nghiệt, ví dụ như là vào cái thời tiết nó chính là quá nóng này, hoặc là quá nóng, hoặc là nắng mưa thất thường, hoặc quá nóng, thời tiết không ổn định ấy, thì đương nhiên là một cái cây khi nở hoa nó sẽ không thể đẹp được như là những cái lúc mà cây nó duy trì được một cái độ nuôi trồng nhất định. Thế nên tại sao mà những cái cây mà nuôi trong Sài Gòn ấy, thời tiết tương đối ổn định ấy, nó nở rất ít bông, nhưng nó nở bông nào nó rất là đẹp bông đấy. Còn ngoài Bắc mình ấy, thì nó không thể đẹp được bằng trong miền Nam. Thế nên khi mà mọi người mua cây mà nên lưu ý cái vấn đề đó chính là mình nên xem tất cả các bông của nó nở từng vùng miền nó như thế nào. Ví dụ như cái cây này, hoặc là em muốn nói đến cái cây rất là nhiều, đó chính là đại trà, đó chính là cây nằm ở trong Phú Thọ. Cây Phú Thọ khi mà anh chị nuôi ở trong miền Nam ấy, thì anh chị biết rằng là nó ở một khí hậu ổn định hơn và nó nở đẹp hơn rất là nhiều so với ngoài Bắc. Cây ngoài Bắc thì nở thì có nhà thì nở rất đẹp, có nhà thì nở xấu. Bởi vì sao? Bởi vì cái độ ẩm và nhiệt độ của tùy từng vườn khác nhau, và cái hướng ánh sáng của từng vườn nó khác nhau. Thế nên là có cây nó khỏe nở hoa đẹp, có cây nó cũng khỏe nhưng nở hoa không đẹp, bởi vì khí hậu và môi trường của mỗi người và mỗi nơi chăm sóc một cách khác nhau, không ai giống ai cả, chẳng nhà ai giống nhà ai hết. Có nhà là nhiều hướng Tây, có nhà là nhiều hướng Đông, có nhà là nhiều nắng bốn hướng, có nhà thì nắng hướng Nam. Đấy, thế nên là để mà cái việc mà mình đánh giá là một cái cây nó nở ổn định trong nhiều năm ấy, thì cần phải đánh giá ở ngoài Bắc, miền Bắc ấy, là khí hậu nó khắc nghiệt hơn. Thì mọi người chú ý để mọi người biết về cái cây tất cả các cây lan khi mà mình mua qua hình ảnh không video, thì cái vấn đề đó chính là cần phải xác nhận để xem nó có đúng với cây mà mình mua hay không, và khi mà nở ở mỗi điều kiện môi trường nó như thế nào. Thì anh chị cứ tìm hiểu về tất cả các bông khi mà đã nở trong Bắc, trong Nam, ngoài Bắc, rồi thì tất cả những vùng miền tìm hiểu về mặt bông của nó. Bởi vì người ta thường khi mà mua bán, bao giờ người ta cũng sẽ chọn một bông hoa đẹp nhất để người ta bán cùng giống. Nhưng khi anh chị về nuôi, anh chị về nuôi ở nhà mình ấy, thì nó sẽ không được được cái đẹp như mong đợi.
thì anh chị chú ý, đó chính là cái việc nuôi ở tùy điều kiện môi trường khác nhau. Năm nay nở không đẹp thì sang năm nở sẽ đẹp. Thế nên là những cái cây mọi người chú ý, lưu ý những cái cây mà nó không có đủ cái độ đặc trưng riêng ấy, thì tốt nhất là nên hạn chế mua. Và mình phải biết và hiểu về nó, hiểu về đặc trưng của từng loại, hiểu về đặc trưng của cái cây cây nào mà mình định mua ấy. Thì anh chị có thể xem trên cái kênh của em, đó chính là cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa ấy. Là em làm tất cả những cái clip và những cái cây em phân tích về độ thân lá, hoa, rồi thì cách nuôi trồng và hình hoa như nào. Thì mọi người cứ vào cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa nhé, đăng ký kênh đấy và xem những cái video ở trên đó. Hoặc là không đăng ký thì anh chị chú ý ở trên đấy em có làm tất cả những cái clip và hình ảnh video về cái bông phi điệp nào mà em đã đăng lên ấy, thì gần như em đều phân tích rất là chi tiết. Thì anh chị có thể đăng ký kênh và xem lại những cái video đó của em. Bởi vì những cây mà thực sự là nó nở nhiều lần mà nó chưa được độ đẹp ấy, thì hoặc là xấu ấy, thì em cũng sẽ để vào cái dịp làm sao để mọi người về sau mua cái cây đỡ bị bỡ ngỡ. Bởi vì mình nhìn trên ảnh rất là đẹp, nhưng mà thực sự khi mà nở ở nhà mình ấy thì hoa nó sẽ lại không được đẹp như là ở trên ảnh, hoặc là nở đẹp hơn trên ảnh. Thì mọi người cần chú ý. Thì hôm nay ở đây thì em giới thiệu về cây phi điệp hồng trời đánh, hồng thiên lôi đấy. Thì cũng là một cái cây cũng rất là được nhiều người biết đến. Màu sắc của nó rất là đẹp. Em cũng vẫn giới thiệu như các cây khác, đó chính là thân lá, hoa và mùa nở hoa. Thì đây thì em quay xuống thân lá của nó. Đây anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Thân lá của cái cây hồng trời đánh này nó là dạng thân nhỏ, dạng miền trong. Hàng miền trong bởi vì bông hoa của nó là mình nhìn là đã biết là hàng miền trong rồi. Nếu như bọn em thì em biết là nó là hàng miền trong rồi. Đấy thì thân lá nó gọi là thân lá nhỏ hàng miền trong. Anh chị lưu ý, thân của nó to từ 0,3 đến tầm 0,8, có thể là 1 cm. Phụ thuộc vào là mình nuôi chăm sóc như thế nào, to nhỏ nhá. Thân của nó thì dài tối đa chắc khoảng tầm 1,5 m, 1,7 m gì đấy, tùy vào mình nuôi trồng. Thân của nó thì mỗi đốt thì cái dòng miền trong này thân lá khá dài. Đốt của nó khoảng từ 2 đến 4 cm. Những cái đốt dài của nó có thể là 4 cm. Những cái đốt ngắn của nó sẽ là tầm 2 đến 3 cm. Tối đa ở đây chị có thể nhìn thấy cái đoạn này nó phải từ đây đến đây là phải 4 cm. Cái khớp này, chú ý cái khớp này 4 cm, nhưng có cái khớp dưới nó chỉ 2 cm thôi. Mọi người để ý nhé. Cái lá của cây này thì nó cũng gần như là nó chỉ là phi điệp thôi. Nó không có cái đặc trưng gì riêng để mình nhìn lá mình biết được cả. Nhưng cái lá này nó luôn có cái máng kiểu máng này. Đây này, đấy, mọi người chú ý này. Cái này là cái máng. Và cái độ cong của cái lá nhá. Anh chị có thể nhìn không ạ? Đây này. Đấy. Và lá nó kiểu hơi răn răn kiểu dạng như là lá hổ phách. Gọi là lá hổ phách ấy. Thì mọi người có thể tìm những cái xem những cái cây đây, lá mặt lá nó hơi nhăn. Đây, anh chị có thể nhìn nó cũng nhăn đúng không ạ? Lá trên này nó cũng như vậy nhé. Thì tất cả những cái lá của nó thì thường nó sẽ hơi nhăn như vậy, và nó vẫn có những cái sọc trắng ở trên này. Lá nào nó cũng có. Lá nó dạng hình thoi, đuôi khá là nhọn, đuôi lá khá nhọn. Đây, đúng không? Đây, lá ngọn nó thế, nó rất là nhọn. Nó rất là nhọn. Mọi người chú ý là lá nó hơi nhăn nhé, và nó nhọn. Cái đi độ to của lá thì cái lá này to khoảng từ 2 đến 4 cm. Với những cái lá gốc nhỏ như này thì bao giờ nó nhỏ hơn, lên trên sẽ dài và thời gian nữa nó sẽ rất là to, lên trên nó sẽ to hơn nhé. Nó có thể như cái lá em hiện tại được của em nó khoảng tầm 2,5 đến 3 cm, nhưng nó sẽ to hơn bởi vì lá ở phần trên ngọn này của nó này, dưới lên này, từ ngọn này lên nó sẽ rất là to. Thì nói về thân lá, đây là cái dáng lá của nó. Mọi người chú ý xong rồi có thể là xem khi mà mình mua cái cây trời đánh này, xem là cái cây phi điệp thiên lôi này, thì hồng thiên lôi này nó có giống lá như mình không anh chị nhá. Đấy, thân của nó là hơi dạng khúc khuỷu rích rắc, hơi khúc khuỷu rích rắc này. Đấy, anh chị có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, hơi rích rắc, cây nào nó cũng vậy thôi. Thì anh chị chú ý. Tiếp đến là phần bông hoa của nó, thì em nói về bông hoa nó cũng nhanh thôi. Thường thì là cây hồng này thì là đúng của nó là có hai mắt hồng cơ, nhưng cây này nó nở của em thì nó không có mắt. Đây là nở miền Bắc, nở tự nhiên, không kích. Và cái cây hồng trời đánh này thì đúng là nó sẽ có hai cái mắt phẩy ở hai bên này, hai mắt hồng mờ nhỏ như cái bộ cánh này thì chuẩn luôn. Đấy, bộ cánh nhỏ, mắt này như cây này thì nó giống với cái cây
hồng bí quyết nhưng mà không phải. Cái này là cây hồng trời đánh, thân lá anh chị có thể xem tất cả những cây hồng trời đánh khác, thân lá nó giống cái này. Bởi vì mình nhìn không phải là mình mua hoa không, mà mình phải nhìn được thân lá để mình biết cái thân lá của nó. Khi anh chị đi mua về, anh chị có thể xem được cái, tìm hiểu về cái thân lá của nó thì anh chị biết. Chứ nếu như anh chị không biết về thân lá của nó thì rất là dễ bị lừa và bị nhầm. Bởi vì mỗi cây khi mà bán không hoa ấy, thì để mà người ta bảo hành cho mình xong, người ta bán cái kỳ. Sau 3 năm bảo hành thì chắc chắn là cái việc liên hệ lại để mà mua bảo hành thì nó sẽ rất khó. Bởi vì hồi đó anh chị mua thì nó cũng có thể là giá thị trường nó rất là cao hoặc thấp. Nhưng sau 3 năm nó là câu chuyện rất là khác. Cái việc mà mình, ví dụ như anh chị ở trong Nam mà mua một cây ngoài Bắc thì cái việc mà để đi đòi vài triệu hay là vài chục triệu thì nó mất công, tốn rất là nhiều thời gian. Riêng cái việc đó là ảnh hưởng về kinh tế thì nó đã là rất là nhiều rồi. Thế nên là mọi người cần chú ý về cái việc mua bán. Thân lá phải có thân lá giống thì hãy mua, thân lá không giống thì tốt nhất đừng mua. Và những cái hình bông hoa này, đây là cái cây hồng trời đánh nở tháng 7, giữa tháng 7. Hôm nay là hai mấy tháng 7 rồi, gần cuối tháng 7 rồi. Cái cây này thì nở tự nhiên thôi, nhưng mà cái mắt của nó thì bị biến mất. Nó vẫn còn mắt hồng nhưng mà khi mà ra nắng thì nó không lên mắt mấy. Còn thực sự của nó là mắt, nó có mắt và hơi sức sước. Hồng phẩy, hồng mờ phẩy. Cánh của nó là cánh hồng. Mũi của nó hồng đậm. Anh chị chú ý như vậy. Thì mọi người cứ chú ý rằng là để mà khi mà mình mua một cây, mình quan trọng chủ yếu nhất đó là nhìn thân lá. Còn khi mà nó nở hoa thì có thể là năm này, năm kia thì nó có thể khác nhau một chút. Nhưng mà nó có những cái yếu tố chung. Đó chính là cây trời đánh này cánh rất bé. Cánh bé là cánh sao, cánh nhỏ ấy. Mắt hồng phẩy. Và thân lá khi em nhìn, khi mọi người mà nhìn mà tìm hiểu kỹ thì tốt nhất là nên chú ý vào cái vấn đề thân lá. Chính vì bởi vì em sợ mọi người không thể nhớ được thân lá của nó nên là em mới quay, em mới giới thiệu chi tiết như vậy để mọi người cùng biết, mọi người cùng nhớ và cái phân tích về cái chi tiết về cái thân lá của nó, để mọi người khi mua về bất kể cây gì dù rẻ hay đắt cũng nên chú ý phần thân lá. Thì anh chị có thể xem tất cả các loại lan, có thể là từ phi điệp đến các thứ, thì xem trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em ấy. Trên kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em thì nó có rất là nhiều những cái bông hoa em đã từng quay và em nói rất là chi tiết về thân lá, hoa, mùa nở. Thì anh chị cứ học hỏi, bởi vì có rất nhiều nơi là người ta chưa được nhìn thực tế cái bông hoa này và người ta chưa thực sự là người ta hiểu về cây đó. Người ta chỉ mua về bán ấy. Và người ta mượn ảnh trên mạng và các thứ. Nhìn chung là cứ có ảnh mượn là không mua. Mình cứ phải có hoa chính chủ rồi thì mình mới mua, còn không có hoa chính chủ thì tốt nhất là không mua. Thì khi mà một cái cây mà không hoa chính chủ ấy, thì anh chị mua thì nó xác suất nó bị nhầm lẫn sẽ nhiều hơn. Còn tốt nhất là cứ mua của người đã nở hoa chính chủ, còn chưa có hoa chính chủ nó hạn chế hơn. Nhưng đương nhiên là mình cứ, bởi vì mình cứ nên thân lá, mình cứ nên biết thì mình mua nó sẽ đỡ hơn. Có rất nhiều loại cây rất là đẹp và em cũng đã giới thiệu trên cái kênh YouTube Thiên Đường Ngàn Hoa của em, hoặc là trên website em được viết rất là chi tiết, thì mọi người có thể xem trên YouTube ấy, thì mọi người cùng nhận định xem nó là một cây như thế nào và nhà mình có những cây đấy liệu có đúng không. Thì anh chị chú ý nhé. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em, và nếu như thực sự là mọi người cảm thấy hữu ích thì có thể đăng ký kênh của em và chia sẻ video này hoặc copy video lại để gửi tới mọi người, mọi người cùng biết và chia sẻ, mọi người cùng chơi, tạo ra một cuộc chơi công bằng. Và mọi người chúng ta chơi sẽ một cách nó rất là sòng phẳng, cây nào nó vào cây đấy. Chứ nếu như mà cái cây này mà em chụp lên em đăng bán như thế này mà thì không ai nhận ra đây là cây hồng trời đánh cả, bởi vì nó gần như là không có mắt. Nhưng còn nếu thực sự là hiểu biết về lan ấy, lâu năm ấy, thì anh chị sẽ nhận định được rằng là một cái cây, cái việc nó thay đổi là chuyện bình thường. Thế nên là mọi người cần chú ý nhá. Như cây này mà em đăng này, em bảo là hồng gì mới thì chẳng ai biết được, nhưng mà thực ra nó chỉ là cây hồng trời đánh thôi, hồng thiên lôi. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em nhé. Hẹn gặp lại anh chị vào những video lần sau. Em sẽ giới thiệu chi tiết tất cả những cây mà em có và chuẩn bị có, đại loại là có để sở hữu. Thì em sẽ quay video để giúp mọi người chúng ta có một cuộc chơi công bằng và lành mạnh, tạo ra những sân chơi thực sự là hay để mọi người cùng sưu tầm. Cảm ơn anh chị, em chào anh chị.